Chào bác nhé, hôm nay cửa hàng Bác Trang lên clip giới thiệu các bác lô máy cưa xích Nhật bãi. Lô này em lên sẽ lô chữ A, sẽ gồm có 10 máy cưa xích Nhật bãi cực kỳ VIP, hàng tuyển lựa cho anh em nhé. Lô này giới thiệu sơ qua, có Echo này, Siwa lớn này, Hupana lớn này, Siwa này, Echo này, tay dài tay cụt này, phải nói là cực kỳ VIP, Hitachi, Sidewa, Tanaka, Makita nha các bác nhé. Rồi, thì đầu tiên bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút like, nút đăng ký kênh, bổ sung thông báo số điện thoại 0976123370. Bên em bán hàng ship hàng toàn quốc và tất cả sản phẩm sẽ bảo hành cho các bác là lòng điện bơm nước là 9 tháng nhé. Khi các bác mua cơ xích sản phẩm phụ kiện theo kèm, số tiêu tô vít 3 món như thường lệ các bác nhé. Rồi giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Lô máy ngày hôm nay lô chữ A nhé. Lô chữ A đầu tiên này, đầu tiên A1 này thì giới thiệu các bác con máy đến từ thương hiệu của Makita. Một con Makita khai thác tầm trung, phải giá mềm các bác nhé. Máy móc cực kỳ đẹp luôn nhé. Con này phải nói là cực kỳ VIP luôn này. Máy thì trang bị động cơ là Makita MDE 336 36cc nòng 40 ly nhé. Máy rất đẹp luôn, máy rất đẹp luôn nhé. Con này thì về cái lam của nó khi vận chuyển từ Nhật về ấy, nó bị trầy xước chút xíu thôi. Còn em đánh giá là còn cực kỳ đẹp nhé, có yên tâm. Đó, mặt tiền này, con này thì lam xích của nó mặt cắt là đi 40, làm 45, xích là xài xích trục 91. Con này mà các bác đi cắt chuyên nghiệp này, cắt hạ cây đứng tầm trung, các bác cắt vanh gỗ tầm 100 nhá, phải nói cực kỳ ngon luôn các bác nhá. Hạ cây đồi nương của nhà các bác, trọng lượng máy chỉ 5kg thôi. Máy thì tích hợp bơm xăng phụ nhá, thì những cái dòng có bơm xăng phụ này thì các bác lưu ý giúp em khi các bác vận hành, các bác làm thao tác ấn cho em là 4 đến 5 phát khi các bác đổ nhiên liệu và xăng pha nhớt vào nhá. Thì tất cả máy cưa thì đều toàn bộ là sử dụng cái động cưa 2 thì xăng pha nhớt nhá. Đây, cái này này các bác đủ là xăng pha nhớt này. Cái này các bác đủ nhớt đi làm các bác nhá. Rồi, A1 1,6 triệu bao phí ship cho bác, test nổ A1 cho bác này. Lam của nó bản cắt là 40, lam 45. Giá rất rẻ luôn, 1,6 triệu thôi. Đó. Cái này thì cái chụp giật nó hơi bị khô dầu nhá, em sẽ xử lý sau. Đó, bơm tí nhớt hai thì vào là ok luôn cho các bác nhá. Đó. Con này 1,6 triệu bao phí ship cho con A1. Rồi tiếp theo A2, A2, A3 thì em sẽ có con cặp tay cụt đến từ thương hiệu của Tanaka, một trong những thương hiệu cưa phải nói là cực kỳ là VIP nhá, tua lớn, cắt rất là bền. Đấy, đây là một cặp cưa mini. Thì đầu tiên có con tay cụt thì thích hợp cho bác leo trèo tỉa cành, cắt xung quanh vườn nhà. Đặc biệt thì rất thích hợp cho bác nào mình cần một con máy cực kỳ lợi xăng nhá. Cái dòng mini này là dòng lợi xăng nhất rồi. Con này thì mã của nó PMS330B 33cc 37 ly nhá. Lam xích này như mới luôn các bác nhá, cực kỳ VIP luôn. Con này thì được trang bị là cái trọng lượng máy là đi rơi tầm 3,5kg. Máy thích hợp cho bác leo trèo tỉa cành, cắt củi, cắt nhánh nhá, cắt xung quanh vườn nhà, cắt tỉa cành, tỉa cây trên đùi nương các kiểu này, cực kỳ VIP luôn. A2 ngày hôm nay là con Tanaka PMS330B nhá, một con cưa mini rất đẹp cho các bác này, xích còn chưa rũa nhá. Con này giá của nó 2 triệu thôi, bao phí ship nhá. Đó, các bác nào cần con máy mà hàng VIP nhá, hàng VIP để cắt tỉa cành này, cắt xung quanh vườn nhà, cắt củi nhá, tua lớn, cắt bền và lợi xăng thì các bác có tham khảo con này. Ốc ác thì 7 màu cho bác luôn nhá. Máy móc bên em thì toàn hàng lựa cho bác toàn bộ nhá. 2 triệu A2 bao ship, hơi cao nhất này, kỳ nhẹ nổ nhá. Chưa giật đã nổ rồi. Thì máy đã nổ rồi. Đó, quá VIP luôn. A2 2 triệu. Rồi tiếp theo A3. A3 thì một con Tanaka, nhưng con này là máy tay dài nhá. Máy này phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn. Lam của nó mặt cắt cũng như kia thôi, 35 lam 40, xích là xài xích trục 91. Trọng lượng tay dài thì sẽ nặng hơn chút xíu. Con này trọng lượng của nó là 4,5kg. Ốc ác thì 7 màu này, cắt củi gia đình, cắt cành, cắt nhánh. Đấy, các bác mà thích cái dòng tay dài cầm hai tay thì các bác tham khảo con này. Con này thì cũng là 33cc 37 ly. Chụp giật con này là chụp giật trợ lực nhá, trợ lực lớn nhá. Con này thì có ổ giật trợ lực lớn ở trong, giật cực kỳ nhẹ nổ cho anh em luôn và rất là nhẹ nhàng.
rất là thích hợp cho các bác nào hay phải làm leo trèo tỉa cành hay là cánh chị em phụ nữ nhá. Giật vận hành siêu dễ dàng luôn cho mọi người. Con số 3, 2 triệu bao phí ship này, máy cực kỳ nét cho anh em. Quá êm này. Rất lớn luôn. Triệu bao ship một con tay dài đây, rất vip luôn các bác nhé. Tiếp theo A4 ngày hôm nay là em sẽ có con cưa hệ tay cụt, hệ leo trèo tỉa cành, hệ cắt củ xung quanh vườn nhà, nhưng con này là dành cho cánh đi cắt chuyên nghiệp nhé, là máy lớn. Các bác nào hay làm công việc leo trèo tỉa cành nhé thì các bác cho con này cực kỳ là mạnh luôn. Con này đến từ thương hiệu của Sidoa, con này Sidoa 357 nhé. Đó, nói đến thương hiệu Sidoa, thương hiệu cưa phải hàng đầu của Nhật Bản rồi. Nó sẽ sở hữu một thứ nhất là cái độ bền nó cực kỳ là cao luôn. Nồi đồng cối đá, hệ nồi đồng cối đá nhất, tua rất lớn, chạy rất bền và lợi xăng. Con này là máy lớn nhá, được trang bị công suất là 36cc luôn, nòng 40mm cho con tay cụt, phải nói là dã man luôn. Đây, đặt cạnh bên con Makitanaka như các bác nhìn này. Đó, nó sẽ là một cái con cho các bác đi cắt chuyên nghiệp này. Các bác hay leo trèo tỉa cành, các con này phải nói cực kỳ khỏe luôn, cực kỳ khỏe luôn. Con này thì hệ máy vip rồi, hệ máy là vip rồi, tua cực kỳ là mạnh, cắt siêu khỏe luôn nhá. Các bác cắt một cây lớn các kiểu là thoải mái luôn. Đó, hoặc đơn thuần thôi các bác mua về cắt xung quanh vườn nhà cần con cưa mini. Nhưng mini này là mini phải là hệ cực kỳ châu bò luôn, cực kỳ mạnh mẽ. Thì có thằng nào con này, nó là một trong những hệ cưa tay cụt mạnh mẽ nhất trên thị trường bây giờ rồi. 2,5 triệu con A4, bao phí ship con này cực kỳ vip cho anh em nhá. Cực kỳ là hệ luôn, hàng hệ luôn rồi, siêu hệ luôn rồi, chất cắt cực kỳ bền. Rồi tiếp theo A5, ngày hôm nay một con tay dài, hàng vip nhá. Con này là đến từ thương hiệu của Hitachi, đời Echo, đời này thì đời Echo Grand nhá, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn, một trong những dòng tay dài phải nói được chuộng nhất trên thị trường bây giờ. Con này là mã của nó là CS35 này, được trang bị công suất lên tới là 35cc, con này nòng 39mm nhá, con này nòng 39mm cho các bác nhá, cực kỳ mạnh luôn. Đó, các bác đang tìm kiếm một cái hệ cưa cũng là cái kiểu mà như em nói dạng cưa mini nhưng phải công suất lớn nhá, tay dài, thì các bác tham khảo con này. Trọng lượng con này là 4,5 kg, làm xích theo máy này, cực kỳ nét này, mặt cắt là 35-40 xích trung 91, bô vọng này còn đen tuyền sơn nhá, sơn zin luôn này các bác nhá, cực kỳ ngon luôn. Bơm xăng phụ con này sẽ nằm ở đây. Cái dòng này là dòng siêu hệ rồi, một trong những dòng tay dài trang bị cái nòng lớn nhất trên thị trường bây giờ rồi, cắt cực kỳ lợi xăng và cực kỳ khỏe luôn. Đấy, Hitachi CS35 39mm luôn các bác nhá. Con này giá của 2,2 triệu A5 bao phí ship nhá. Trên đồi trên đường của nó quá mạnh luôn. Con này găng thi chỉnh hơi bị cao chút xíu nhá, thì sẽ chỉnh lại đây này. Đây sẽ là cái nút găng thi của con này nhá. Còn đây là xăng gió của nó nhá. Nó con này giá 2,2 triệu A5 bao phí ship. Rồi tiếp theo A6. A6 một con cưa đến từ thương hiệu Echo Grand. Con này là cưa. Con này là GC35 nhá. GC35 hệ khai thác nhỏ, hệ cắt nhỏ, cắt khai thác gia đình của Echo. Phiên bản Grand này là phiên bản siêu tiết kiệm nhiên liệu cho anh em rồi. Các bác nhìn cái lam xích của nó này, mới như chưa xài ạ, mới như chưa xài, hàng siêu tầm nhá. Hàng Grand này là một hàng mà gọi là tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường các bác nhá. Đây, GC35 35cc nhá, lòng 39 ly,
cực kỳ đẹp này. Mặt cắt lam là đi 40, lam 45, mặt cắt là 40. Xích là xả xích chung 91, đời này cũng cò xả áp luôn nhá, cực kỳ vip luôn. Trọng lượng máy 5kg. Máy thì cho các bác khai thác nhỏ, cắt vanh gỗ 100, cắt phân đoạn tỉa cành đấy, xung quanh vườn nhà các gia đình. Mà các bác cần một con máy mà phải thứ nhất là hệ đời cao nhé, hệ Grand, hệ siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, chạy bô cách âm, có xả áp này. Đấy, máy cực kỳ vip luôn. Rồi, con này giá 2,5 triệu bao phí ship nhá. Con này thì cắt ở nhà các kiểu, cắt khai thác nhỏ phải nói hết bài luôn rồi. Cắt cực kỳ là bền luôn. Cực kỳ là bền luôn. Echo phải nói là cực kỳ vip rồi. 2,5 triệu con A6 bao phí ship. Ok, 2,5 triệu bao phí ship nhé. Tiếp theo là con A7 ngày hôm nay. Một con siêu hàng đồng cối đá, hệ này hệ anh em miền Tây, hệ chuyên đi cắt mướn nhé, chuyên đi cho các bác cắt kiếm tiền. Con này thì gọi là super vip rồi, một cái hệ siêu trâu bò luôn cho các bác. Con này là siêu A346 này, máy này cực kỳ đẹp cho anh em nhé. Con này được trang bị suất là 35cc lòng 40, đến từ thương hiệu Siwa. Hệ này hệ nồi đồng cối đá, con này thì gọi là cắt vanh 120 thoải mái nhá. Các bác đi cắt mướn, cắt kiếm tiền, cắt đồi cắt nương tuyệt vời luôn. Trọng lượng máy con này rơi tầm gần 6kg, cầm rất là đầm tay luôn. Lam xích theo máy này, mặt cắt là 35-40, xích là xả xích trong 91, lam xích còn cực kỳ đi vip nhá. Một tí trời sơn thôi, chưa sao cả nhá, rất là ít xài. Con này máy cực kỳ đẹp luôn này, bô bọng này. Con này thì hệ cực kỳ vip rồi. Nói đến thương hiệu cưa Siwa này thì nó là thương hiệu cưa phải nói là độ bền cực kỳ là cao, hơi hám mạ, một lớp rất là dày. Hệ này xài cực kỳ ổn định luôn cho anh em nhá. Các bác có đồi keo, đồi quế, đồi các kiểu cắt này, tầm trung này, các bác cắt con này phải nói là vận hành phải nói kéo tuyệt vời luôn cho em nhá. Cắt tối ngày luôn cho em nhá. Cắt rất khỏe luôn và rất là bền. Siwa thì siêu bền rồi. Đó. Đây cả cái ốp của nó này, Siwa nhá, tất cả đều là zin nguyên bản nhất cho các bác nhá. Siwa rất đẹp luôn này anh em. Con này thì giá của nó là 2,6 triệu nhá. Con cắt tầm trung cho bác này, hệ đồi đồng cối đá. Máy còn siêu vip cho anh em, rất là đẹp luôn. Hệ này thì em không phải giới thiệu nhiều, các bác tìm hiểu chuyên sâu về máy cưa thì đều biết nhá. Nó là một hệ cắt tuyệt vời luôn, rất là khỏe luôn cho anh em nhá. 2,6 triệu A7 bao phí ship của con Siwa 46 ngày hôm nay. Test nổ này. Đẹp luôn các bác nhé. Đây nhìn body này, phải nói là hơi hám này, trắng tươi luôn nhé. Rất là vip luôn. 2,6 triệu A7 bao phí ship. Giờ tiếp theo A8 ngày hôm nay, A8, A9, A10 thì ba con máy lớn nhé. Ba con máy lớn. A8 ngày hôm nay thì đầu tiên em có con Hupana 242XP, hàng Thụy Điển nhé. Đây là một cái thương hiệu cưa phải nói hàng đầu thế giới rồi. Bác nào mà tìm hiểu máy cưa, nói đến cưa thì hầu hết cưa Thụy Điển rồi. Con này là Husqvarna 242, thì con này sẽ là con công suất tầm trung, được trang bị công suất là 42cc nòng 41 ly. Máy thì trọng lượng máy là 6kg nhé. Con này thì cho các bác đi xẻ, đi cắt khai thác chuyên nghiệp này, khai thác chuyên nghiệp tầm trung. Các bác cắt hệ mà vanh gỗ tầm đi 130-140-150 nhé, là các bác cắt con này tuyệt vời. Các bác nào mà có máy xẻ chuyên nghiệp rồi nhá, thì các bác cắt tầm trung. Con này thì thứ nhất trọng lượng nó nhẹ nhàng, thứ hai nó chạy lợi xăng hơn những cái con máy lớn hẳn.
các bác di chuyển trên địa hình đường đồi các kiểu này, cắt những con này phải nói tuyệt vời luôn. Nói Husqvarna thì nó quá bền rồi, cắt cực kỳ khỏe rồi, đảm bảo tuyệt đối cho anh em rồi. Lam của nó mặt cắt là đi 40, lam 45, xích là xài xích lỡ, xích chân 325. Con này thì giá của nó 2.900.000 nhé, bao phí ship Husqvarna 242 XP, đời này cực kỳ vip rồi. Test nổ con A8 cho các bác nhé. Husqvarna rất êm luôn. Rồi, 2.9 bao phí ship con A8 ngày hôm nay. Tiếp theo con A9 ngày hôm nay có con máy Siwa. Con này thì đời 4 số này, Siwa E1145S nhé. Con này thì khi vệ sinh nó bay mất cái tem này rồi. Đây này, rửa bằng vòi cao áp đấy. Con này thì hệ này thì quá vip rồi. Con này hệ này quá vip cho anh em rồi. Con này được trang bị công suất lên tới là 45cc nhé, 45cc nòng 43 ly Siwa thì anh em yên tâm cho em một điều, chất lượng thì của nó là tuyệt đối rồi. Con này là máy lớn cho các bác đi khai thác chuyên nghiệp nhé, tua rất là lớn luôn. 45cc đến từ Siwa thì nó cắt cực kỳ dã man luôn. Các bác cắt vanh nhé, 150, 160, 170 thoải mái nhé. Lam con này khá dài luôn, mặt cắt lam này là đi con này phải mặt cắt 50, lam 55, xích là xài xích lỡ xích chân 35. Con này là lam nối lam tản nhiệt nhé, đầu này đầu thép cho anh em nhé, cực kỳ là bền luôn. Lam này xài cực kỳ là bền. Trọng lượng con này rơi tầm 6.5 kg. Đi với cái chụp giật của đời 4 số đời short này thì nó sẽ là chụp giật trợ lực lớn, giúp mọi người vận hành cực kỳ là dễ dàng luôn, giật rất là nhạy nổ. Siwa thì thương hiệu cưa phải nói là cực kỳ vip ở hàng đầu Nhật Bản rồi. Đấy, phụ tùng thì cực kỳ nhiều luôn và nó độ bền rất là cao, tua lớn rất là lợi xăng. Con này là 45cc nhé, 45cc mà phở của Siwa thì nó chạy quá dã man luôn cho anh em. Xẻ xiếc cắt hạ cây đứng cực kỳ là nhanh, tua lớn. A9 3 triệu bao phí ship. Ok, 3 triệu bao phí ship con A9 này, 45cc các bác nhé. Rồi tiếp theo A10 ngày hôm nay có con Super VIP này. Con này đến từ Echo, con này máy lớn nhá, Echo V4000, hệ khai thác chuyên nghiệp, đời sắc lớn. Con này rên rất là dài nhá. Đây, máy cực kỳ đẹp này, hàng thiếu mấy cái thùng bỏ vào thôi. Lam là lam Latin tản nhiệt này, lam của nó mặt cắt là 40, lam 45, xích là xài xích lửa, xích chân 325. Thì con này cho bác đi hạ cây nhá, vành tầm 140-150 thoải mái này. Và là các bác đã xài qua máy Echo thì biết rồi nhá, nó xài cực kỳ nồi đồng khối đá luôn, xài siêu bền và lợi xăng. Máy Echo thì chạy rất là bốc luôn, càng nóng càng bốc luôn, càng dễ nổ nhá. Cực kỳ đẹp, trọng lượng 6kg. Con này quá nét luôn này, con này thì chạy chuông đồng tiền nhá, cực kỳ vip rồi. Đó, hệ chuyên nghiệp mà. Máy xuất sắc luôn nhá, lam Latin này. Đầu này còn cực kỳ dày nhá, xài bao giờ cho hỏng luôn. Con này các bác có đồi keo, đồi quế, đồi mỡ hay là các bác đi cắt chuyên nghiệp hoặc các bác nào mà mua về muốn xài con máy công suất tầm trung chuyên nghiệp nhá, mà xài siêu bền cho em thì anh em cho con này. Hệ này quá vip rồi. Máy rất là đẹp. Con này đẹp 90% Echo V4000, xài quá dã man luôn. Con này để giá của nó 3.300.000 nhá, bao phí ship cho anh em. Con cuối cùng ngày này A10. Rất êm luôn. Không bao giờ có chuyện mà đuối tải luôn, cắt tải rất là mạnh, chuẩn hết các loại cây nhá. 3.3 triệu A10 bao phí ship nhá. Rồi ok, thì em xin phép kết thúc clip tại đây. Anh em quan tâm sản phẩm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng nhé. Xin chào tất cả mọi người.